Rồi xin chào mọi người đã quay trở lại với lại cái lớp học của chúng ta. Là hôm bữa trước là chúng ta đã dừng lại ở bài 5 là tính toán hệ thủy lực trên hệ thống tưới ha. Thì cũng như các cái bài trước, bài máy bơm và bài bộ lọc, thì chúng ta cũng sẽ vẫn còn rất là nhiều cái câu hỏi. Những câu hỏi đó sẽ được làm bởi những cái phần tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta sẽ lướt qua một cái phần là gọi là hệ thống đường ống. Và bài hôm nay của chúng ta chủ yếu là sẽ là thực nghiệm, có nghĩa là chỉ cho các cái kỹ thuật để chúng ta bắt đầu khi làm hệ thống tưới thì sẽ như thế nào ha. Đầu tiên thì chúng ta cứ quên hết những cái cũ đi. Bây giờ chúng ta coi như cái này là bắt đầu là bắt tay trên ruộng, trên đồng này, làm thực tế này như thế nào ha. Thì đầu tiên á, khi mà đã bỏ qua cái phần là hồ nước, bộ lọc, máy bơm ha, thì chúng ta lại bắt đầu là qua là mạng lưới đường ống. Ví dụ như là từ cái bộ lọc ha, nó đẩy qua đây, từ bộ lọc nó đẩy qua đây rồi á, là chia ra là đây là ống cái chẳng hạn. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học là ống cái là ống gì. Thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn nha các bạn, là cái ống PVC. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái ống PVC này ha. Này, được chưa? Đây là ống cái. Thì nó sẽ dài, chạy dài, và nó sẽ chia khu ra tùy theo ha. Ví dụ như nếu mà ví dụ đi, từ đây mà ra thành chữ U thì ra đây là chia lô như vậy. Được chưa? Cái này là chia vậy. Đây chính là cái sơ đồ, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không học về sơ đồ, mà chúng ta phải, xin lỗi, phải sửa cái tên tiêu đề cái bài phải đã ha. Bài hôm nay là chúng ta học bài số 6. Viết to đi xíu. Mạng lưới. Đường ống. Tất nhiên là sau khi chúng ta đã kiểm tra tính toán thủy lực vẽ rồi, thì bây giờ là các bạn làm bài thực nghiệm ha. Dẫn nước tưới ha. Thì ở đây chúng ta chia ra là nước chịu nước đi này. Nếu mà chúng ta phân ra làm 2K tưới á, thì là nó sẽ như thế này. Thì đường này chính là đường ống nhánh, đường này là vẫn là đường ống chính, nhưng mà chia ra làm hai đường ống chính. Còn trường hợp ở đây mà đi vào luôn á, mà chia ra luôn á, thì gọi là đường đường ống chính luôn ha. Là cái này là đường ống chính luôn, được chưa? Thì có thể là từ dưới này đi lên, hoặc là ở giữa đi vào rồi chia ra cái T, đúng không? Cái ống bây giờ ống 60 như vậy, chia ra đây là cái T đi vào ha, ở đây là đầu cuối. Thì ở đầu cuối này chúng ta sẽ gắn hai cái van để chúng ta xả ra hai đầu cuối ha. Để gắn cái van xả ở đây thì chúng ta sẽ gắn là nếu mà vẽ theo chiều ngang là nó ngóc lên vậy. Đó, nếu mà mình thích thì mình xéo ra tí xíu. Đây là gắn cái van vào, đây là có cái con để cái lời để mình xả nó ra thì nó phóng ra ngoài. Một là gắn van đây, hai là gắn ở đây, tùy theo ha. Là cái vị trí này là vị trí ở đây, đó là đối với xả cuối đường ống chính. Thì bây giờ là mình thực nghiệm, là thực nghiệm cái gì? Nghiệm là thực nghiệm ở đây là đường ống chính dày, thì mình sẽ chia ra nhiều ống nhánh ở đây ha, được chưa? Thì ống nhánh này nó sẽ được khoan vào đây này ha, hình dung không? Đó, như vậy cho nó trực quan, nó dễ ha. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái vật dụng như thế này nè. Thì lên trên ruộng đồng thì chúng ta sẽ nên có cái khoan như thế này ha. Và cái mũi khoan, và chúng ta sẽ chọn với mũi khoan, nó có loại, nhiều loại mũi khoan. Đây chúng ta sẽ có mũi khoan như thế này đây, và chúng ta sẽ gắn vào, chúng ta sẽ gắn vào ha. Này, chúng ta sẽ gắn vào này. À.
Sau khi có mũi khoan như thế này thì chúng ta sẽ khoan lũng. Thì mình sẽ nói sơ qua cái mũi khoan này cho mọi người biết là cái mũi khoan này á được tính toán dựa vào cái ron cao su này. Thì nếu mà cái ron cao su này á, nó sẽ ghi là T16 ha, là cái dạng ron cao su dạng T, và đường kính mũi khoan nó sẽ là 16. Nhưng mà cái nếu mà chúng ta dùng thước kẹp á, lấy dùng cái thước kẹp, cái thước kẹp thì chúng ta kẹp vào thì nó sẽ phải to hơn 16 ha, nó phải to hơn 16 với cái ron cao su này. Ngoài ra thì chúng ta đây để mình kẹp thử coi thì nó là bao nhiêu. Thì cái mũi khoan, cái cao su này nó lớn hơn 16 tí xíu, nhưng mà sau khi thực nghiệm á thì đã chọn cái ron cao su này chính xác rồi, là mũi khoan 16 rồi ha. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta đút cái này vào á, đây này, chúng ta đút cái này vào này, vào trong cái ron cao su á, thì nó sẽ cao su này nó sẽ nở ra đó. Thì trước khi mà chúng ta làm khoan vào đường ống chính á, thì chúng ta phải thực nghiệm, hoặc là chúng tôi cung cấp cho các bạn thì chúng tôi sẽ thực nghiệm trước là gắn vào coi thử là nó có ổn hay không, nó có bị xì nước hay không đó. Thì chúng ta khoan vào ha. Bây giờ tôi sẽ khoan vào cho các bạn xem. Thì các bạn tưởng tượng ở đây là mặt đất nó sẽ nằm ngang ha, thì mình sẽ khoan cái mũi khoan nằm ngang luôn, chứ không phải là khoan xéo, cũng không phải là khoan đứng, hình dung không? Đây là mặt đất mà, mặt đất là nó nằm như vậy, chúng ta sẽ khoan ở đây. Đó, chúng ta chỉnh cái khoan thẳng luôn, không có khoan xéo ha. Cũng như vậy, nhưng mà chúng ta khoan xéo là nó sẽ bị lệch. Và khi bị lệch á, thì chúng ta nhét con cao su vào nó sẽ bị xì. Bây giờ chúng ta sẽ nhét cao su vào đây. Chúng ta vệ sinh cái mũi khoan, sau đó chúng ta đút vào. Được chưa? Đấy, tôi sẽ đưa cho các bạn xem này. Là đây, và chúng ta sẽ đút vào đây. Được chưa? Đó, nó rất là rõ như vậy. Và nếu mà chúng ta nhìn ở bên trong nó sẽ như thế này. Đó. Thì bây giờ thực ra thì chúng ta sẽ để trên mặt đất để chúng ta đút. Còn bây giờ tôi sẽ đút ở đây để các bạn dễ nhìn thấy là cận cảnh hơn ha. Thì để đút cái này dễ thì chúng ta sẽ sử dụng là dầu ăn hoặc là nước rửa chén hoặc là xà bông để cho nó trơn đó. Như vậy thì tôi vẫn đút vào được, nhưng mà nó sẽ rất là khó đút ha. Khi đút vào thì nó sẽ không bao giờ rút ra được, hoặc rút ra rất là khó. Đây là cái khởi thủy 20. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng cái khởi thủy 20 16, là đều chung mũi khoan. Thì bây giờ tôi sẽ khoan tiếp một cái tiếp theo ha. Này, đó, chúng ta có khởi thủy như thế này rồi, thì đi theo cái luống của cây ha. Bây giờ tôi sẽ khoan cái khởi thủy 16. Tất nhiên là tùy theo cái, tất nhiên là tùy theo cái khu của chúng ta mà chúng ta chọn nó là 16 hay là 20. Có cái kìm đó không? Đây, khi mà chúng ta thường là chúng ta khoan vô luôn cũng được, nhưng mà ở đây là tôi demo cho nên tôi phải lấy cái này ra. Các bạn phải lấy cái kìm, chúng ta gỡ cái này ra ha. Đây, nó sẽ dính ở ngay mũi khoan. Đấy, chúng ta sẽ gỡ cái này ra để nó dễ khoan hơn. Đấy, như trường hợp này thì nó sẽ không dính đây nữa, thì chúng ta không cần phải gỡ. Đây, các bạn nhìn thấy ha. Rồi, sau đó tôi đút cái khởi thủy 16 vào. Đây, đút cái ron vào ha, chúng ta để trên mặt đất để chúng ta đút. Này, cắm vào. Nó sẽ rất là khó đút ha. Thì cái cách thứ hai mà để chúng ta đút dễ là như thế này, là thường chúng ta sẽ
đút cái này trước ha, đút cái này vào trước, đút cái này vào trong cái ống 16 trước. Mà để đút như thế này được á, các bạn sẽ làm một cái việc là chúng ta sẽ, hoặc là bên nào trống ha, chúng ta sẽ chọn một cái vị trí nào cứng ha, chúng ta sẽ đè nó vào như thế này. Đây là tôi đè vào trong cái bức tường ha, chúng ta sẽ đè vào. Đó, đè vào. Và ví dụ như mình có cây gỗ nữa chẳng hạn, chúng ta sẽ đóng vào. Cây gỗ nó đóng thì nó sẽ không bị tùi cái đầu này. Các bạn nhìn kỹ ở đây ha, là nó vào mới được 2 khất à. Nếu mà chúng ta đè mạnh nữa thì nó sẽ vào 3 khất thì nó mới đạt nha. Và nó sẽ không bao giờ rút ra được nữa. Chúng ta chỉ có thể lấy dao rọc giấy chúng ta mới rọc ra được. Còn rất là khó lấy ra, hoặc là hơi nóng. Đó là cái khởi thủy nó vào là sẽ như vậy. Và khi vào được như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ cầm cái ống này chúng ta đút vào nó sẽ dễ hơn. Trên đồng ruộng nó cũng như vậy luôn, chúng ta cũng đút vào vậy luôn. Thì chúng ta sẽ chấm cái này vào trong nước để chén, để chúng ta đút vào. Ở đây thì tôi không có dùng nước để chén mà tôi đút thẳng vào luôn. Thì đây chúng ta sẽ tưởng tượng là như thế này. Đây, để trực quan cái đầu thì chúng ta làm nó thực tế như vậy luôn ha. Đây tôi sẽ dán vào đây, các bạn xem. Đấy, thì cái này chính là cái đường ống đi dọc đường mương của chúng ta ha, được chưa? Rồi cái ống 20 cũng vậy ha. Ví dụ như chúng ta sử dụng ống 20 thì chúng ta cũng đút vào. Như trường hợp này thì hơi khó đút, tại vì cái thế này không phải là cái thế mà ở trên ruộng đồng, nên là rất là khó để mà đút vào. Thì tôi chỉ đút vào một vài khắc thôi ha. Ở trên ruộng đồng cũng bạn có thể sẽ từ đút cắt thêm cho mình cho mấy miếng. Đấy, thì ở đây á, chúng ta thấy là khởi thủy 16, 12, 16, 20 có thể là lên tới 25 thôi, là chúng ta sẽ sử dụng là khởi thủy bằng ron cao su ha. Chứ còn mà trên 25 mà chúng ta sử dụng bằng ron cao su là không có được, tại vì tôi sẽ giải thích sau khi mà tôi dán cái này xong. Đây, tôi sẽ dán này vào thêm vài miếng nữa. Đó thì cái đường ống là ở đây là có 20 này, 16 này, tùy theo nha. Tùy theo cái này là hơi cong. Đây, kẹp nó đi. Và chúng ta sẽ thấy là cái khúc cuối của cái ống 20 này á, sẽ được làm như thế nào. Đây, chúng ta có cái sản phẩm này. Đây, cái này dành cho 16 này, cái này dành cho 20 này. Chúng ta sẽ gấp cái đầu nó lại ha. Tại vì cuối ống này chúng ta sẽ gấp. Nó có hai phương án để chúng ta lựa chọn. Một là chúng ta sử dụng cái này ha. Là ví dụ đây là ống 16 thì tôi sẽ gấp lại. Trước khi gấp lại thì chúng ta sẽ bỏ, có đang quay không nhỉ? Chúng ta sẽ bỏ cái khóa chặn ống 16 này vô ha, ở vị trí này. Sau đó chúng ta để lại. Hai, chúng ta để lại và chúng ta đút nó vào. Như thế là nước nó sẽ không ra nữa, anh dùm chưa? Nước nó sẽ không ra nữa ở khúc cuối, được chưa? Đấy, cái này chắc có lẽ là phải dán keo lớn rồi. Đấy, được chưa? Như vậy thì cái ở trên nó cũng sẽ giống giống như vậy. Thì
Thì ở đây á, là chiều dài của ống này thì sẽ được cắt ra có một cái video khác. Có video khác rồi. Thì các bạn có thể xem ở trong cái phần mô tả của cái video này. Tôi sẽ bỏ vào cái link để các bạn xem là ống 16 thì chạy dài được bao nhiêu mét, ống 20 sẽ chạy dài được bao nhiêu mét. Thì cái đó là một cái phần rất là dài cho nên là phải giải thích ở video riêng. Còn ở đây là chỉ cái cách thiếu cái đầu đục lỗ rồi. Đó. Thì cái này mình sẽ dán lại ha cho nó dễ nhìn ha. Nó hơi cong cong. Thì đây là cái này sẽ đặt ở dưới mương. Và với cái này chúng ta cũng sẽ gấp lại đi như cái ống 16 ha, giống như thế này. Thì chúng ta tiếp tục cái phần ở đây á, là tại vị trí này này. Thì ví dụ như ở giữa hai hàng ống là có cái cây. Đó, ví dụ vậy. Được chưa? Thì nó sẽ có cái vị trí là ở đây á, là nó sẽ có cái làm sao để nó đâm ra được ha. Được chưa? Nó sẽ phải đâm ra được. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dụng cụ. Đó chính là cái này. Đây là cái đục lỗ ha. Cái đục lỗ. Các bạn thấy rõ không ạ? Cái đục lỗ ở đầu này nó sẽ có một cái đầu gọi là cái đầu plung. Tiếng Anh gọi là plung. Thì chúng ta sẽ đục nó vào. Ví dụ như cứ một cây như vậy, chúng ta sẽ đục một cái lỗ ở đây. Đây. Chúng ta đục vào. À, nếu được thì lấy thêm một đoạn ống 16 nữa để dễ thấy. Ống 6. Ống 6 16 16. Thì lúc chiều tôi đã làm cái video về cái sản phẩm bộ bét tưới đây ha. Nó nằm như thế này. Đây, nó dài ra. Thì cái đoạn đầu này á, cái đầu này này, nó sẽ đút vào cái chỗ mà tôi vừa đục lỗ đó. Đút vào. Khi nào các bạn nghe cái cạch là được ha. Thì ở trên cái đầu của đục lỗ nó cũng đã có một cái chỗ để chúng ta có thể gắn cái này vào này. Đây tôi sẽ gắn cho các bạn xem ha. Gắn này vào. Thì với ống 6 ly thì chúng ta sẽ dễ gắn hơn. Cố gắng làm cho các bạn là dễ hiểu hơn về cái thằng lưỡi chân ống ha, bằng cách là dán lên như thế này nó hơi bất tiện tí nhưng mà phải gắn vào thôi thì các bạn mới thấy rõ được cái cách làm nó sẽ như thế nào ha.
đang nhiều keo đấy. Mình sẽ dán cái này luôn. Thì đối với ống 6 thì chúng ta mới làm được cái chuyện này ha. Đối với ống 6 thì chúng ta mới đút cái này vào được. Ở đây, cái khe này để cầm khỏi đau tay nè. Ha, đút vào đây để mà chúng ta đút cái đầu nối này vào trong cái ống 16, gọi là ống nhánh ha. Còn ở đây tôi buộc lại đút tay. Nếu không chúng ta sẽ mài cái hai cái cạnh này ra. Đó, hình dung không? Chúng ta sẽ mài hai cái cạnh này ra để đút vừa cái ống 7 ly vô. Sau đó chúng ta mới đưa cái này, cái tác dụng của cái đầu đục lỗ này là ở đó. Và chúng ta đút cái này vào. Khi nào chúng ta nghe cái cạch này, các bạn nghe không? Nghe cái cạch là có nghĩa là cái này nó đã kín rồi, nó đã. Các bạn cứ thử test nước đi, khi nước bung nó lên là nó sẽ không bị xì. Tại vì cái đặc thù là ống này là ống LDPE, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Thì khi mà mình đưa ra là cái này đưa ra góc ha. Thì thực ra là nếu mà vẽ trên sơ đồ thì nó ngắn có một đoạn như vậy thôi, trên thực tế thì nó phải dài như thế này. Và chúng ta đưa vào trong gốc cây, chúng ta cắm vào. Thế là xong. Ở bên kia nó cũng vậy, như vậy. Bên này nó cũng như vậy. Đây là chính là cái ống con. Chúng ta sẽ phân biệt ra là ba cái cấp ống. Đó là ống chính. Ống chính thì có thể là ống ống chính là anh này, là PVC hoặc là HDPE. À, còn ống nhánh là buộc là ở trên này phải là ống LDPE nha. Trên này có ghi LDPE này. Là ống này là LDPE. Cho mượn cái ống PVC đầu kia, biết là cái bệ này không? Rồi, ống con cũng là ống LDPE ha. Đây, thì cái ống PVC nếu chúng ta sử dụng làm ống nhánh á thì nó có một cái điểm dở là như thế này, các bạn nhìn đây này. Chúng ta phải gắn cái ron cao su vào nó mới kín được ha. Và ống PVC mà dùng ống nhánh á, làm ống nhánh á, là cứ 4 mét chúng ta phải nối, rất là cực và nó cứng lắm. Và cái cách phân biệt của nó cũng rất là dễ. Hoặc là ống PE, HDPE, cách phân biệt nó dễ là chúng ta bẻ nó đi và chúng ta cấp qua cấp lại nhiều lần á, là nó sẽ bị đứt hoặc là bị tét hoặc bị gãy. Vì cái mối nối của nó là cao phân tử. Còn là đối với ống LDPE chúng ta thấy này. Đây, các bạn thấy là ống LDPE này. Đây là có in lên A-shop ha. Và các bạn thấy là ở đây có chữ LDPE ha. Và chúng ta sẽ test thử nó là chúng ta gấp ha, gấp. Các bạn có thể gấp cả ngày luôn, nó cũng không bị gì hết. Đây là ống LDPE ha. Thì chúng ta thấy là sau khi gấp một thời gian là nó sẽ có một cái đường hành như thế này. Và nó không có bị trắng, bị bã hay bị gì hết. Nó vẫn như thế. Một kiểu một thôi. Nó không có gãy, không có gì hết. Thì đó là cái đặc tính của ống LDPE. Và cái này cũng rất là cứng nha. Bóp không có vào được. Bóp một tay không vào được. Nó vẫn giống như HDPE nhưng mà nó thấp phân tử. Và nhiều người hỏi là ống này chôn dưới đất nó có bị xẹp không? Thì xin thưa là nó không bao giờ nó bị xẹp nha. Không bao giờ bị xẹp nha. Nó là ống mềm nhưng mà nó không bao giờ bị xẹp. Đó, đó chính là cái đặc điểm của ống. Ống là DV ống nhánh ha. Chúng ta phân biệt ra đó là đây là ống nhánh nên sử dụng LDV. Và một số người thì dùng PVC. PVC thì lúc nãy tôi đã nói rồi, là chúng ta buộc phải dùng cái rau cao su và rất là bất tiện nha các bạn. Sẽ rất là bất tiện. Đó, biết tốn bao nhiêu keo. Hy sinh cho thằng đời một phát nữa. À, thì ống LDPE là vẫn tốt hơn. Thì chúng tôi có rất là nhiều loại ống. Này ví dụ như ống, các bạn nhìn thấy đây là ống 32 ha, dài 2 ly nha. Là ống 32 LDPE ha, vẫn là ống LDPE. Và có ống 25 nữa. Thì đối với cái phụ kiện mà để kết nối cái ống này á,
là chúng tôi cũng có chuẩn bị sẵn cho các bạn, sẽ có một cái video khác nói về cái vấn đề đó. Nhưng mà lấy dùm cái khởi thủy đây chúng ta có cái khởi thủy là khởi thủy PVC ha. Để biết được cái này, đây là khởi thủy 25 PVC, một đầu là vào PVC và một đầu là vào ống PE ha, LDPE ha. Thế là thì đây tôi đã làm thử cho các bạn một đoạn này, đó đút cái này vào, sau đó và chúng ta đút vào ở đây á, thì chúng ta không có khoan gì cả mà chúng ta sử dụng T luôn. Tại vì các bạn biết ấy, là thường là theo chiều dài ấy, cái này mình sẽ làm một cái video khác, là thường theo chiều dài ví dụ ở miền Tây ấy, là cái này nó sẽ ít, rất sử dụng rất ít, có thể 1 hectare đất chỉ sử dụng có 10 cái này thôi thì cái số lượng nó rất là ít. Còn nếu mà chúng ta sử dụng ống nhỏ, ống 16 á, 1 hectare có thể lên tới 40, 50, 60, 70 cái khởi thủy như thế này đó. Hai câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Thì đó, chúng ta sẽ sử dụng cái T là T60 giảm xuống ở đây là 34, chúng ta dán keo thì tiếp vào như thế này, được chưa? Xong rồi chúng ta đi một đoạn á, thì tới ví dụ 40-50 mét gì đó, chúng ta sẽ làm một cái nối giảm là từ 32 xuống 25, hình dung không? Sau đó là từ 25 sẽ xuống 20, nếu cần thiết thì chúng ta sẽ xuống 16 nữa, chúng ta sẽ tính thủy lực cho cái phần đó. Đó thì là nó sẽ rõ ràng cụ thể ra hơn như vậy. Thì cái ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc được cái phần là thông điệp gửi cho các bạn, chính là mạng lưới đường ống dẫn nước tưới nó sẽ được phân cấp như thế này. Thực ra thì nó còn thêm một số cái nữa, ví dụ như là ở đây có cái thiếu một cái là cái nối 16, tức là ví dụ như 16 hoặc 20 hoặc 25 á, thì khi chúng ta hết cuộn thì chúng ta sẽ có một cái nối, nó cũng giống như cái này là cái van nối hai đầu ha, nhưng mà nó sẽ không phải là cái van để nối, để khi hết cuộn thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Còn cái van này là dùng cho một trường hợp khác, mình sẽ có video riêng dành cho cái van này. Còn đây là cái van khởi thủy nha các bạn. Van khởi thủy là gì? Có nghĩa là nó sẽ thay cho cái khởi thủy này, chúng ta sẽ gắn vào đây, và cứ mỗi hàng chúng ta mở thì từng cái trường hợp này mình sẽ làm video kỹ hơn cho các bạn xem là những cái này là nó sẽ phải như thế nào, gắn ở trường hợp nào. Thì hy vọng là cái thông điệp ngày hôm nay chuyển tải cho các bạn là để các bạn có thể tự làm được trong cái phần là lắp ráp đường ống. Còn cái chuyện mà tích chiều dài ha, hoặc là các cái khác, ví dụ như là gắn được bao nhiêu mét, chiều dài bao nhiêu, giảm xuống cấp bao nhiêu, thì chúng tôi sẽ tính toán giùm cho bạn. Còn nếu các bạn là tư vấn viên thì sẽ có một cái bài khác là để mà tính toán cái phần lưu lượng, tính toán cái đường ống, thì cái đó là được tách ra những cái video khác. Thì mong các bạn là quan tâm theo dõi, đăng ký kênh và có thể là chia sẻ kênh để nhiều người có thể biết hơn. Đó thì ở đây là tư vấn viên của bên tôi đã đưa ra cho các bạn xem đây một số loại nối ha. Ví dụ cái này là nối 16 này, nó sẽ có hình thù như thế này. Đây nối 20 thì các bạn nhìn thấy cái tương quan không, nó to hơn này. Đó, ở trên này có ghi số 16 các bạn thấy không, còn ở đây là có số 20 này. Đó, và đó còn nối 25 nữa các cái ha. Thì hy vọng là cái video này là giúp ích cho các bạn, để các bạn có thể là tự đi làm hệ thống tưới cho các bạn. Chúng tôi chỉ mong muốn là mang kiến thức cho các bạn để các bạn có được nhiều cái kiến thức và làm cho cái khu vườn của mình nó đúng, và chúng ta không phải bỏ phí bất cứ cái sản phẩm nào của chúng ta đã phải bỏ tiền ra mua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.